Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phần lớn các hộ dân đã đồng thuận nhường đất phục vụ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Tuy nhiên, do tiến độ thi công chậm cộng với một số hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng đã khiến cho công trình dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của nhân dân, nhất là trong những ngày mưa bão. Nhường gần 90 mét vuông đất cho dự án với hy vọng sẽ được đi lại trên tuyến đường sạch đẹp hơn. Nhưng đến nay, sau nhiều ngày mong đợi, gia đình ông Phạm Văn Minh cũng như nhiều hộ dân khác dọc hai tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn vẫn phải chịu cảnh mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bẩn. Đáng nhẽ làm đâu thì người ta đổ đá bây cho người dân đi, nhưng mà không đổ, giải phóng mặt bằng xong để hùng hố lại kệ, không có ý kiến gì cả. Rất là ảnh hưởng đến cái đi lại của dân. Các cháu học sinh đi là bị ngã. Mưa hôm nay phải 5 hôm nữa thì mới khô được. Còn đây, ngay đầu đường dẫn vào trung tâm phường Lam Sơn là hố rộng và sâu. Khi mưa xuống đã tạo thành thùng vũng, khiến cho người và phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn, thậm chí nhiều phương tiện phải đi lên cả vỉa hè. Tuyến đường này làm từ lâu lắm rồi mà cứ nhồi nhai mãi chẳng xong. Trước kia thì nó ổ gà nhỏ nhỏ thôi, bây giờ mưa xuống ô tô nó đi nó dạt ra thành ổ gà to. Hôm nọ chồng tôi đi cũng bị ngã, sầy hết cả đầu gối ra, rất là nguy hiểm, ai cũng kêu. Ngày nắng đi cũng bụi lắm. Dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông trên địa bàn phường Lam Sơn gồm hai tuyến đường có tổng chiều dài gần 1,8 km, kinh phí trên 66 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư. Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2019, tuy nhiên đến nay sau 2 năm, tuyến đường vẫn thi công dở dang, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Tìm hiểu sự việc từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do một số hộ dân chưa chấp nhận phương án đền bù, mặt khác là do việc thi công chưa đồng bộ, chậm triển khai. Hạ tầng giao thông không chỉ là niềm mong mỏi của nhân dân mà còn là yếu tố quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Để nhân dân tin tưởng và tiếp tục ủng hộ chủ trương, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại và bàn giao tuyến đường trong thời gian sớm nhất.